Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Xe Máy TV nha. Hiện tại Đức đang có mặt cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 1 gần dòng xe An Phú, Thượng An Bình Dương hướng về 550-200m nha. Ngày hôm nay thì Đức sẽ giới thiệu đến các bạn về hai chiếc xe đã được lên màu sơn, đó là phiên bản phanh thường màu cam, trắng, đỏ, gạch son và màu xanh phía bên đây ha. Thì hiện tại xe lên màu sơn thì mình chỉ còn hai chiếc này thôi. Trước khi giới thiệu các bạn những cái màu sơn này thì mình sẽ báo giá cho các bạn về cập nhật vào ngày hôm nay là ngày 8 tây rồi, là cái chương trình mà giảm 3 triệu hoặc là chương trình trả góp 0% lãi suất là sẽ ngưng người nha các bạn ha, không còn chương trình đó nữa nha. Rồi đối với phanh thường hiện tại bên mình đang bán mức giá là 39 triệu nha. Còn những cái phiên bản như bên này là thể thao IBS ha. Thể thao IBS này thì bên mình đang bán mức giá là 43 triệu 500. Đó, 43 triệu 500 ha. Còn phanh thường màu đen xanh bên này thì cũng đồng giá luôn là 39 triệu. Màu đỏ phía bên này cũng vậy luôn, cũng là 39 triệu luôn. Còn chiếc đường đua phía trong đây ha, chiếc đường đua này á là 43 triệu nha. Còn cái phiên bản mà camo đỏ bạc đen và camo xanh bạc đen á thì bên mình không có chừng ở đây, thì giá sẽ là 42 triệu 500. Còn phiên bản cuối cùng đó là phiên bản đen mờ, hay còn gọi là phiên bản đen vàng đồng đó các bạn. Đó, phiên bản đen vàng đồng ha, thì bên mình đang bán mức giá là 42 triệu 200. Giá thì mình báo cho các bạn á là đã có VT rồi, chưa có phí đăng ký cái biển số nha. Thì những bạn nào muốn biết giá chính xác cái biển số thì các bạn cứ comment phía bên dưới thì mình sẽ báo giá cái biển số cho các bạn luôn. Thì đó là về cái giá đó. Còn về cái màu sắc, lên màu sắc á, thì tí xíu nữa thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Mình sẽ giới thiệu trước cho các bạn về cái công tắc bật đèn. Công tắc bật đèn này á, hôm bữa thì mình cũng có quay cho các bạn xem rồi về những cái thao tác cũng như là những cái cách sử dụng của công tắc này. Thì chi phí của nó sẽ là 400.000 ha. Bảo hành 12 tháng 1 năm 1 đổi 1 nha các bạn. Bảo hành 12 tháng 1 năm 1 đổi 1. Và cái công tắc này dành cho dòng xe Win X ha. Đó, dòng xe Win X thì mình chỉ là thao tác là rút qua cắm những cái rắc vào thôi ha, chứ không có cắt dây điện nha. Đó, chính vì thế thì sẽ không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe cũng như là không ảnh hưởng đến cái chế độ bảo hành của xe nha các bạn. Còn những bạn nào đem ra ngoài độ thì rắc có thể là những cái thợ ở ngoài họ sẽ cắt dây điện của các bạn, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là không còn bảo hành đường điện của dòng xe chiếc xe của mình nữa ha. Chính vì thế thì các bạn cứ lưu ý cái điều này giúp mình nha. Đó. Còn nếu các bạn bị hư thì các bạn cứ vào đây thì mình sẽ bảo hành cho bạn cái thiết bị khác thôi ha. Còn những bạn nào mà chưa xem cái video mà mình đã quay á, cái thao tác mà là độ công tắc đèn á, thì các bạn cứ xem lại video cũ cho mình để cho các bạn yên tâm hơn về mình độ như thế nào ha, thì mình sẽ thấy được rõ hơn về cái quá trình độ ha. Thì đó là cái giá về và công tắc bật đèn. Còn cái chương trình trả góp á, thì nó lại trở lại như cái ban đầu rồi, nó không còn chương trình trả góp 0% lãi suất nữa, và lãi suất hiện tại thấp nhất là 1.37%. Đó, thì các bạn trả trước ít nhất là khoảng 20%. Hồ sơ thì rất là dễ, chỉ cần chứng minh dân bằng lái hoặc là chứng minh dân hộ khẩu và trên 18 tuổi là các bạn sẽ mua trả góp được nha các bạn. Rồi, tiếp theo thì Đức sẽ giới thiệu đến các bạn xem về cái hai chiếc xe lên màu sơn này. Thì những cái màu sơn này cũng có rất là nhiều bạn kêu mình là quay cho các bạn xem. Thì chiếc này là màu sơn theo dạng màu màu gạch son thể thao ha, được kết hợp 4 màu đỏ, trắng, cam, đen. Đỏ, trắng, cam, đen ha, màu sơn gạch son. Thì những cái họa tiết ở trên đây nè là đều là mình sơn hoàn toàn 100% hết nha các bạn ha, không phải là dán tem xe nha. Thì hạn như chữ Satu Hati nè, đó là mình sơn hoàn toàn luôn, sơn đấu luôn nha. Sơn đấu là như thế nào? Tức là sơn đấu là hai cái mảnh mũ này nè là nó gời nhau, nhưng mà khi mình sơn á thì nó có hai cái đường này nè, nó nối liền với nhau tạo thành một cái khối gì đó ha, nó liền mạch với nhau thì ta gọi là sơn đấu. Nên nó có sự liên kết với nhau như cái đường này nè, nó ghép lại thành một cái đường thẳng đó, thì gọi là sơn đấu ha. Những chữ gạch son bên đây đó, rất là đẹp luôn, màu trắng ha. Mình dạo một vòng ra phía sau cho các bạn xem vì cái phần phía bên hông này đó. Thì cái màu sơn này á, nó lấy cảm hứng từ những cái chiếc xe đường đua ha, những cái thiết thể thao đó, để cho các bạn độ lên cái xe dòng xe Win X này nhìn nó thể thao hơn, cá tính hơn, phong cách hơn, định dành cho những bạn nào mà có đam mê về xe khung tay ha, đam mê tốc độ đó. Thì những bạn nào thích cái màu nổi á, thì các bạn có thể là lựa chọn cái màu cam gạch son này. Rồi tiếp theo chiếc màu xanh này nha.
Chiếc màu xanh này thì hiện tại cái màu xanh này á, theo mình thấy á, được rất là nhiều bạn trẻ ưa thích luôn. Và cái màu xanh này ta hay gọi là màu dạng giống như màu xanh nhớt các bạn, nghe rất là nhiều. Và cái màu xanh này cũng có thể là nó một cái màu đang thịnh hành nhất trong 2021 này, thì màu xanh nha. Sơn theo dạng tem của Chicago. Đó, qua đây cho bạn xem nè, những cái chi tiết trên đây là đều sơn hoàn toàn luôn, không có dán gì hết ha. À, nãy giờ mình quên báo cho các bạn là cái chi phí sơn á là sẽ là 3 triệu nha các bạn, ha, 3 triệu. Thì những bạn nào muốn sơn á màu theo ý thích của các bạn á, thì các bạn có thể là mang cái hình lại, hình minh họa lại đây thì mình sẽ sơn cho các bạn xem. Đó, về những cái màu sơn này. Đó, còn hiện tại thì mình chỉ có 2 chiếc này thôi. Thì đó là cái dòng xe Winix được sơn sơn màu ha. Thì theo mình thấy á, cũng có nhiều bạn thích sơn cái màu mà gọi là màu màu đỏ candy đó các bạn. Màu đỏ candy á, thì các bạn có thể là lựa chọn cái màu đỏ này ha, màu đỏ này, màu đỏ đen này, mình lên cái màu đỏ candy ha, màu đỏ nhám đó các bạn. Đó, thì sẽ rất là đẹp luôn. Thì chi phí lên thì cũng giống như vậy thôi. Đó, màu đỏ ha. Còn bên đây là màu HRC hay gọi là màu đường đua đó, thì những màu này thì các bạn không cần phải lên mà độ. Rồi, màu xanh ha, màu đen xanh phía bên này thì cũng rất là đẹp luôn, cũng được rất là nhiều bạn trẻ thích cái màu đen xanh này ha. Rồi, thể thao IBS thì nhiều bạn cũng thích rồi ha. Nhưng bạn mua những màu này thì không cần phải lên màu. Đó, quay trở lại với cái màu gạch son này ha. Màu gạch son này á, bữa giờ thì cũng ra đi được 2-3 chiếc rồi. Chiếc này là còn chiếc cuối cùng luôn. Cái màu này rất là đẹp. Cái dè trước này cũng có chữ gạch son nè ha. Đó, sơn hoàn toàn. Ở phía dưới đây, phía dưới đây thì nó cũng có chữ nè ha, Honda Accord. Đó, thì đối với dòng xe Winix này thì sở hữu động cơ DOHC 150 phân khối với mã lực là khoảng được 15,4 mã lực. Đó, thì dành cho thích hợp những bạn nào mà thích đi chơi phượt hay đi xa vậy đó, thì đối với máy DOHC thì chạy rất là khỏe luôn ha, khỏe hơn ít DOHC rất là nhiều. Đó, còn bên đây màu xanh này ha, màu xanh này thì rất là đẹp luôn. Bữa giờ thì mình bán rất là nhiều dạng màu xanh này nè các bạn. Mình quay cận cảnh chi tiết cho các bạn xem. Cái màu xanh này bên đây cũng có chữ 150 nè. À, những đường chỉ màu bạc. Kỳ ca vô. Thì hiện tại đối với cái tháng mới này á, dòng xe Winix á vẫn chưa có chương trình gì mới hết. Nhưng mà theo một số thông tin ở trên mạng xã hội trong khoảng thời gian vừa qua á, thì có bị gọi kỹ những cái hình ảnh về dòng xe Winix 160 phân khối ha. Thì rất có thể là trong năm nay thôi thì Honda Việt Nam sẽ cho ra mắt một cái phiên bản mới là 160 đó. Thì hiện tại thì vẫn chưa có thông tin gì chính thức hết, chỉ là những cái hình ảnh gò gỉ thôi. Và khi nào mình có thông tin cụ thể chính thức nha, mình được xác nhận từ phía bên Honda thì mình sẽ làm clip cập nhật cho các bạn xem đó. Chứ bây giờ mình chưa có thông tin xác thực mà mình đăng lên như vậy thì cũng không hay lắm ha, không chính xác, mình cũng không thích. Thì khi nào mà có ra mắt, có thông tin gì mới về dòng xe Winix 160 phân khối thì mình sẽ làm một video để giới thiệu đến cho các bạn. Thì mình hy vọng trong các phiên bản mới lần này, Honda Việt Nam sẽ thay đổi về, thứ nhất là về thiết kế nè, và cái thứ hai đó là về động cơ. Đương nhiên là động cơ phải thay đổi rồi, 160 mà. Và thứ ba đó về tiện ích. Tiện ích rất là nhiều bạn đang mong chờ, đó là tiện ích khóa thông minh, khóa smart key đó. Đó, khóa smart key thì nó tăng được cái khả năng an toàn hơn và giảm đi cái sự cố mà mất xe. Tại vì dòng xe này thì dễ bị mất trộm lắm. Và cái thứ hai đó là cái cổng sạc ha, cổng sạc đó. Cái thứ ba nữa là thắng IBS thì đương nhiên thì đã có IBS rồi. Thì mình hy vọng ở phiên bản mới này sẽ cải tiến thêm ba cái vấn đề mà mình vừa nói về thiết kế nè, về tiện ích, cổng sạc, rồi khóa thông minh nè. Đó, động cơ thì đương nhiên là phải cải tiến rồi, để cho nó gọi là cái gì, có sự cạnh tranh với dòng xe Exciter 155. Tại vì bây giờ ở dòng xe Exciter 155 á,
đang là mưa làm gió rất là nhiều. Về cái thiết kế nó cũng đẹp, nó chỉ xấu một xíu về phần đầu xe thôi, tiện ích nó cũng nhiều, nhưng mà nó không có thắng ai bé thôi. Còn WinX thì ngược lại đó. Thì mình hy vọng thì Hyundai Việt Nam sẽ kết hợp giữa phiên bản cũ và phiên bản mới cho ra một cái phiên bản dòng xe WinX 160 hoàn hảo hơn, nhiều tiện ích hơn, đúng ý với người tiêu dùng, thì chắc chắn thì rất là nhiều người ta sẽ ủng hộ dòng xe WinX nhiều hơn nữa nha các bạn. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Khi nào có thông tin về mới nhất về dòng xe WinX 160 thì mình sẽ cập nhật đến cho các bạn thêm. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn.